này đang lượn quanh trên phố. Thế từ sao cô bé đang chạy xe đạp độ, mặt cũng xinh đeo kính trông hơi ngố. Bấm con cái tên thay vì phải nạt cô, nuôi không cháu cô cháu mình kiếm số. À cứ quay đi cô ơi, cho đang bật chạy xô vì em đang lấy lên xe đạp coi như là hên cho cô. Và đúng rồi đến cho mình hỏi cô là ai, cô là ai đó là chuyện của cô. Cháu có đua xe không sao cứ hỏi hoài, này đây là chỗ ơi đừng có mà ngần ngại. Chúng ta mới làm một vòng để cho tinh thần thoải mái. Cô là ai thì cứ kệ cô đi mà, mắc cái chi sao cháu cứ hỏi mãi. Giờ là muốn gì nào, cháu có đua không, lại hồn đừng có hỏi cô nữa. Cô là ai, cô là ai, cô là ai thì cô đố cháu đó. Cô đố cháu đó. Cô là người trong đây mà chỉ có cháu thấy. Cô sẽ có thể đang đọc bóng viên rất là nhây. Cô là ai, cháu là ai, cô là ai, cháu là ai, cô là ai, cháu là ai. Cháu có đua xe không sao cho cứ hỏi hoài. Cô là ai, cháu là ai, cô là ai, cháu là ai. Cô là người mà cháu sẽ nói không biết. Và khi kết thúc bài đẹp thì cô mới chịu đi.